tóm tắt đề nha. Ta có những chất này CHI, COO, H này. Tiếp theo là CHI, COO và CH3. CH3, OH. Tất cả các cái này có khối lượng là 2,76 gam. Đấy, sau đó thì nó đốt cháy, là cộng oxy thì để thu được CO2. Đấy, CO2 cái này cũng tính là 0,12 mol nhé, 0,12 mol. Đấy, cộng với nước H2O chúng ta tính ra là 0,1. Đấy, với những cái bài phức tạp như này thì chúng ta nên tóm tắt đề ra. À, tiếp theo cũng 2,76 gam hỗn hợp chúng ta cộng với 0,03 mol NaOH đủ, chúng ta thu được CH3OH. Cái này tính ra cho thầy nhé, cũng là 0,03, cũng 0,03 mol. Rồi đấy, bây giờ vấn đề là tìm được x và y là bao nhiêu. Nên ta phân tích này, phân tích thì chúng ta sẽ mục tiêu là tìm xy, thì trước hết chúng ta phải tìm được mol của từng chất đã. Bây giờ thầy đặt nhá, đặt cho thầy số mol của chất CHIOCOOH là A, chất CHIOCH3 là B mol, chất CH3COH là C mol. Đấy, vậy thì chúng ta đã có một cái phương trình đầu tiên dựa vào cái dữ kiện tạo ra cái này này. Đấy, tạo ra 0,3 mol CH3OH thì chúng ta sẽ có một phương trình đây, ở đây là có CH3 này. Đấy, ở đây có CH3 này. Vậy thì bảo toàn cái nhóm CH3, chúng ta có B cộng với C, B cộng C bằng 0,3. Một phương trình. Và phương trình thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng đến cái phản ứng NaOH đây, từ dữ kiện này nhé, dữ kiện 0,03 mol NaOH này. Thì cái gì phản ứng NaOH thì đây chính là cái axit này, phản ứng NaOH, cái este phản ứng NaOH theo tỷ lệ 1:1. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra một phương trình là A cộng B cũng bằng 0,03. Vậy chúng ta sẽ cần một phương trình nữa, cần một phương trình nữa để giải hệ ra ABC. Vậy thì làm như thế nào? Với những bài este thì chúng ta nghĩ ngay đến bảo toàn oxy em ạ, nghĩ ngay bảo toàn oxy. Đấy, với tất cả các bài toán este thì chúng ta thường hay nghĩ bảo toàn oxy. Đấy, bảo toàn oxy. Oxy ở chỗ này, để thầy xóa mấy cái này đi nhá, xóa cái gạch này cho nó đỡ rối. Đây, oxy ở chỗ này là 2A, oxy này là 2B, oxy ở chỗ này chỉ là cộng với C thôi. Thế cộng với oxy ở trong không khí tức là cộng với lại O2, nhưng mà nhân hai lần lên, hai lần mol của oxy sẽ bằng mol của nước, ta sẽ bằng mol của CO2. Ở đây là nhân đôi lên bằng 0,12 nhân với 2, ở chỗ này là nhân 1 thôi, cộng với 0,1 nhân 1. Vậy vấn đề là chúng ta phải tính được xem là cái oxy đây tính như nào. Đấy, oxy này tính như thế nào. Thế thì chúng ta lại nghĩ ngay đến bảo toàn khối lượng em ạ. Bảo toàn khối lượng. Khối lượng hỗn hợp ban đầu là 2,76 gam cộng khối lượng oxy thì bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Đấy. Khối lượng ban đầu là 2,76 cộng với khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 là 0,12 nhân 44. Cộng khối lượng nước là 1,8, người ta cho sẵn rồi. Thế xong rồi từ đây ta tính ra khối lượng oxy nha, tính ra cái này. Đấy, ta ốp vào đây. Sau đó ta giải hệ. Đây giải hệ này. Giải hệ đây, giải hệ này 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, giải được hệ 1 2 3 thì chúng ta sẽ có kết quả
giải hệ 1, 2, 3 và tìm được A, B, C. Xem lúc này ta sẽ bảo toàn carbon, bảo toàn C. Đây, C ở trong chất này, C ở trong cái chất đầu tiên này là x cộng mỹ 1 nhân A nhá. C trong chất đầu tiên là x cộng 1 nhân A, x cộng 1 nhân mỹ A. C trong chất thứ hai, chất thứ hai đây là x cộng 1, cộng 1 tức là x cộng 12, là y cộng 2, y cộng 2 nhân với B. C ở trong chất thứ ba chỉ là một thôi, một nhân C nhá, một nhân C thì bằng mol của C ở trong CO2 là 0,12. Xong rồi từ đây thay ABC vào thì có x. Tương tự như vậy thì bảo toàn H, chất đầu tiên, chất đầu tiên đây H chúng ta có y cộng 1, chất thứ hai là y cộng 3, chất thứ ba là 4. Đấy, vậy sẽ có y cộng 1 nhân với lại A cộng với y cộng với 3 nhân A cộng với 4 nhân với C thì bằng mol của nước nhân với 2. Nhấy xong thì thay ABC vào thì với y. Đấy, thế là chúng ta kết quả thôi. Đấy, y cộng 1, y cộng 3 và 4. Đúng rồi, y cộng 1, y cộng 3 và 4C. Đấy nhá, em thử đi, không được bị hỏi, không ra kết quả để hỏi thầy.